Sao Hàng Nhiệt Đồng Điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng phục vụ các bác một con máy lọc không khí Daikin hàng VIP. Một con máy công suất lớn các bác nhé, phục vụ cho các bác dùng cho phòng ngủ, phòng khách đều ok cả. Riêng đối với con này thì nó là VIP nhất trong cái dòng phân khúc của Daikin rồi, màng lọc kép, có phải lọc tĩnh điện. Con này thì em bán cũng quá nhiều rồi. Hôm nay thì em báo giá luôn là con này em bán cho các bác là giá 3,3 triệu, giá cực hợp lý luôn ạ. Đấy. Giá không bao giờ có cái giá như này luôn. Giá 3,3 triệu một con máy hình thức còn khá là đẹp các bác nhé. Vỏ nguyên trắng trẻo đẹp. Quay một lượt hình thức các bác ngắm một lượt nhé. Con máy còn khá ok về hình thức. Giá 3,3 triệu chưa bao giờ rẻ như bây giờ luôn ạ. Các bác nào đang có nhu cầu mua lọc khí thì các bác chốt ngay con này, không cần phải bàn. Đây là em nói thật. Giá cực rẻ rồi, các bác nào đã theo dõi rồi thì các bác biết. Có những lúc bán đến 4,2 triệu. 4,2 triệu các bác nhé. Nhập cao mà. Đợt này thì em bán cái dạng gần như là thanh lý bớt hàng đi. Còn có những đầy những con lỗ. Còn lỗ nhiều bác không tin nhưng mà đấy nó là sự thật đấy ạ. Lỗ rất là nhiều. Giá 3,3 triệu. Công nghệ timer khử khuẩn độc quyền của Daikin. Hẹn giờ. Eco. Chất bật ion. Bù ẩm các nhé. Các chế độ bù ẩm khác nhau. Các tốc độ lọc nhanh chậm tự động khác nhau. Đã đấu điện 220V rồi. Đấy. Khóa cho em. Bọn này cánh cửa cơ các bác nhé. Daikin thì toàn bộ cánh cơ thôi. Báo phần trăm độ ẩm, báo bụi, báo mùi, cảm biến. Đồng hồ vuông. Đây các bác nhé, con này công nghệ màng lọc kép này. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Đấy, bụi đi vào bằng HEPA phải qua hai cột này đốt bụi đã. Tiêu diệt bụi. Ở các máy khác thì thường nó chỉ có màng lọc HEPA. Hoặc là như một số đời Daikin thì chỉ có một lưới tĩnh điện và một cái màng giấy mỏng. Như con ví dụ như những cái con MCZ chẳng hạn. Đấy, nhưng mà con này thì tích hợp luôn cả cột lọc tĩnh điện hai bên này. Và cột lọc màng lọc HEPA lại cộng thêm một lưới thô. Con này thì màng HEPA trong em thay mới tinh rồi nhé. HEPA thay mới tinh rồi, các bác yên tâm sử dụng vài năm. Màng này cũng rẻ thôi, 350. Thanh timer khử khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc của Daikin. Thanh này các bác có thể mở ra vệ sinh bình thường. Đấy. Một con máy khá đẹp. Hình thức ok, giá thành thì cực hợp lý cho các bác dùng. Cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Tối đa 50m² đổ lại nhé. Bình nước to đùng này, được nhiều nước bù ẩm lâu. Màng tạo ẩm zin còn đẹp như mới, khay đẹp trắng. Con máy xuất sắc, giá thành thì siêu hợp lý. Bác nào còn đang lăn tăn nữa thì thật sự là hơi phí cho con này. Con này để mã số 8 nhé các bác nhé. Một con máy hoàn hảo, giá 3,3 triệu. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển. Chào các bác.